Sáng ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện cùng các lực lượng chức năng như công an, ngành đường sắt, cấp ủy chính quyền xã Tùng Châu tổ chức xóa lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Lối đi tự mở trái phép này đã tồn tại rất lâu, phục vụ việc đi lại sản xuất của 11 hộ thôn Thanh Kim. Khi bị xóa bỏ sẽ gây khó khăn cho các hộ. Tuy nhiên do tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đường sắt, nên việc xóa bỏ các lối đi tự mở ở xã Tùng Châu đã nhận được sự đồng thuận của bà con. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Nhờ vậy, việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt thôn Thanh Kim, xã Tùng Châu diễn ra thuận lợi.